Đây, tổng hợp những cái thông tin update cho cái bản sắp tới của Garena, à xin lỗi, của Nexon. Nhưng mà Garena thì khả năng cao là cũng sẽ xuất hiện sau Nexon độ khoảng 3 tuần, tối đa là 3 tuần. Đấy là như vậy. Cảm ơn Tiến Lịch. Thì đây là nội dung update. Chúng ta sẽ thấy lờ mờ là có số lượng icon mới xuất hiện. Đây, Hàn Quốc. Trong buổi showcase vào ngày mùng 10 tháng 6, Nexon đã tung ra loạt những nội dung mới khiến cho anh em game thủ FIFA xốn sang sao xuyến. Chúng ta cùng điểm qua những cái nội dung sẽ xuất hiện trong bản cập nhật mới này. Đây, link YouTube. Rất tiếc là tôi không bật được. Khi mà tôi like Facebook tôi không bật được. Anh em nào cần thì có thể vào phê thể thao để đọc cái tin này. Tùy chỉnh chiến thuật mới của game plan thì trước đây FIFA 24 chỉ cho phép người chơi áp dụng duy nhất một sơ đồ cho mỗi setup chiến thuật. Tuy nhiên, người chơi giờ đây có thể gán các sơ đồ khác nhau trong tùy chỉnh chiến thuật và cho phép chỉnh sửa chi tiết hơn với mỗi lựa chọn sơ đồ. Cái điều này thì bạn nào mà chơi FIFA truyền thống hoặc xem tôi livestream FIFA truyền thống thì các bạn biết rồi. Tức là với mỗi cái tùy chỉnh chiến thuật thì chúng ta có thể đổi luôn cả sơ đồ đội hình. Ví dụ là tôi muốn thành sơ đồ phòng ngự phản công chẳng hạn, tôi chỉ cần đổi một phát trong trận thôi. Lâu nay thì chúng ta nếu mà chọn 4-2-3-1 từ đầu game thì tất cả những cái tinh chỉnh chiến thuật của chúng ta nó chỉ ứng với 4-2-3-1. Nguyễn Tiến Lịch đã phang 30 sao vào mặt sếp. Chúc anh có một buổi tối ấm áp mặt cười. Và bây giờ thì nó lại khác. Khi mà chúng ta thay đổi chiến thuật trong những cái list chiến thuật đấy thì nó thay đổi luôn cả sơ đồ đội hình và thay đổi luôn cả cái xu hướng cầu thủ. Tóm lại là cả chiến thuật đơn và chiến thuật đội cùng với sơ đồ nó sẽ thay đổi chỉ bằng một cái lần bấm như vậy thôi. Chỉ bằng một nút bấm thôi chúng ta có thể thay đổi rất là nhiều thứ. Thì cái này nó tùy biến nhiều hơn trong một trận đấu. Tuy vậy thì cái chức năng này mình nghĩ là nó phù hợp hơn với những cái trận đấu nó dài hơi. Giả sử các bạn chơi FIFA truyền thống, một trận đấu nó kéo dài đến khoảng 20 đến 25 phút thì cái việc tùy chỉnh chiến thuật như này nó rất là có tác dụng. Thế nhưng mà với FIFA Online 4 thì một trận đấu nó chỉ diễn ra trong khoảng từ 8 phút đến 12 phút thôi, tức là thời lượng của nó rất là ngắn. Thì cái việc mà chỉnh chiến thuật nhiều tôi thấy nó lại không hay lắm. Thực ra thì cái cảm nhận của mình nó là như vậy. Với một trận đấu có thời lượng nó ngắn như FIFA 4 thì chỉnh chiến thuật nó càng chi tiết, nó càng phức tạp. Nó lại càng làm cho trận đấu trở nên chặt chẽ và nó sẽ khó nuốt hơn. Đấy thì tất nhiên ông nào mà giỏi dùng chiến thuật, ông nào mà hiểu chiến thuật thì các ông ấy sẽ vận dụng tốt hơn. Ông nào mà ít quan tâm đến chiến thuật các thứ thì có thể là sẽ gặp khó. Bởi vì khi mà đối thủ họ có thể chuyển trạng thái rất là nhanh, họ có thể đẩy đội hình lên tấn công tổng lực này. Sau đấy họ ghi được bàn thì họ có thể đưa đội hình về trạng thái đổ bê tông này. Chỉ bằng một hai quả bấm thôi, một vài cú click gọi là như vậy đấy, để chuyển đổi trạng thái thì nó sẽ làm cho cái việc mà thi đấu một trận đấu nó sẽ khó khăn hơn đấy. Nhất là các đồng chí nào chơi trò đổ bê tông tức thì rất khó chịu luôn. Thì đấy là cái sự cập nhật mới trong cái bản sắp tới. Và Nexon up thì Việt Nam mình sẽ sau nó khoảng 3 tuần. Đây, chi tiết đây. Điều chỉnh thời tiết. Thời tiết là một yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến tầm nhìn của game thủ trong trận đấu. Các huấn luyện viên muốn chơi những sân vận động yêu thích nhưng thời tiết mặc định của mỗi sân là khác nhau, đôi khi lại khiến cho trải nghiệm game không như ý. Giờ đây game sẽ cho phép game thủ tùy chọn thời tiết khác nhau để phù hợp với sở thích và tầm nhìn. Thế như vậy là anh em có thể chọn sân mùa đông, có thể chọn sân ban đêm. Đấy thì cái này là cái mà FIFA Online ra nó có ngay từ đầu, nhưng mà bây giờ FIFA Online 4 mới có. Thì cái này là một cái gọi là sửa lỗi. Bởi vì tôi thấy rằng là cái việc mà chỉnh thời tiết cũng như là thời tiết ngày và đêm ấy, trong tất cả các FIFA, các cái bản FIFA nó đều có ngay từ đầu. Tức là cái suộc game của chúng ta nó có nhá. Nhưng mà tôi không hiểu sao thằng EA nó cố tình nó không đưa vào một tính năng cơ bản, nhưng nó cố tình nó không đưa vào và đến bây giờ nó mới bật cho chúng ta chơi. Đấy là một cái sự gọi là làm tôi cảm thấy khó chịu, tương đối coi thường người chơi đến từ nhà làm game. Nhà làm game đây không phải là nhà phát hành, đây không phải là Garena, mà đây là cái thằng EA ấy. Cái thằng EA ấy, thằng làm game ấy, rất coi thường người chơi ở cái đoạn này. Có những cái tính năng nó cực kỳ cơ bản nhưng mà
rất lâu nó mới đưa vào game. Và có những cái tính năng nó biết thừa là nếu nó ra mắt nó sẽ gây ra cái sự khó chịu cho người chơi, nó vẫn làm. Đấy, anh em biết Gia Tử đã phang 200 sao vào mặt sếp. Hello sếp. Ơi, cảm ơn Gia Tử em nha. Chúng ta biết là cái vụ bóng có màu, nó thừa biết là nó ra cái bóng đấy nó sẽ gây ra sự khó chịu cho người chơi. Và với kinh nghiệm phát hành tựa game FIFA truyền thống thì nó đã biết là cái bóng đấy kiểu gì ra game thủ cũng chửi, nhưng nó vẫn ra. Nó vẫn ra, sau đấy thì 4 tháng sau nó ra bản fix. Anh em thấy không? Mới dậy không? Nó cực kỳ là kiểu coi thường người chơi, và nó làm cho chúng ta cảm giác là chúng ta là những cái con chuột bảnh để cho chúng nó test game vậy. Mặc dù nó biết trước là cái bóng khó nhìn đấy, cộng đồng game thủ FIFA ở trên thế giới với bản FIFA truyền thống người ta đã chửi nó to đầu từ cách đây bao nhiêu năm rồi, mà sang FIFA Online 4 nó vẫn cố tình nó làm. Đấy là cái việc mà tôi cảm thấy nó coi thường người chơi, thằng EA ấy. Tiếp nha. Hệ thống membership level có thể hiểu nôm na là hệ thống tích lũy khách hàng thân thiết. Hệ thống này dùng để tưởng thưởng cho các game thủ chịu khó try hard và chịu đầu tư trong game thông qua các sự kiện của nhà phát hành. Membership level sẽ mang lại những phần thưởng hoặc ưu đãi độc quyền. Tôi nghĩ là cái kiểu là cày chăm trong game thôi, online nhiều này, rồi mua những cái vật phẩm nhiều, tham gia mua gói nhiều thì sẽ được tích lũy cái điểm ưu đãi. Tôi nghĩ là vậy. Nó sẽ có thể là nó sẽ phát hành một cái đồng coin khác, phát hành cái đồng coin khác, mình nghĩ thế. Đồng EC này. Chế độ chơi mới, chế độ Arena. Arena là một chế độ tạo giải đấu có hai tùy chỉnh, đó là đấu với người và đấu với máy. Cái này ở bên FIFA Online 3 nó cũng có rồi. Các event của Arena, xin lỗi, của Arena sẽ được cập nhật thường xuyên trong game và chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Đấy. Mỗi event sẽ có yêu cầu tham gia khác nhau như thẻ cầu thủ, chỉ định được dùng các thứ. Cái này là cái mà mình nghĩ là nó nên có từ lâu, nhưng mà khi mà nó ra cái chế độ này nó sẽ khá là hay, khi mà nhà phát hành họ có thể tạo ra những cái luật chơi để anh em tham gia và đấu những cái giải đấu cúp. Cái này là cái khá hay. Thực ra là ở bên FIFA 3 này thì chúng ta đá những cái này cũng tương đối nhiều, còn FIFA 4 thì bây giờ mới có. Thì cái tính năng này nó sẽ đỡ nhàm chán hơn so với là cái việc là đơn thuần chúng ta cứ vào game rồi đá xếp hạng. Đấy, nó khá giống với Boxing Day đấy, đúng, chính xác. Thì tức là mỗi tuần hoặc là mỗi tháng họ sẽ tạo ra một cái luật chơi. Ví dụ ngày hôm nay thì chỉ được chơi mùa live cộng 5 thôi. Nó sẽ làm cho cái việc build đội hình cũng như là thay đổi sơ đồ chiến thuật, thay đổi cái content game rất là ok. Cái này thì trước đây bọn mình cũng rất là hay kiến nghị là tại sao game chả có cái mốt gì cả. Tất nhiên là phản ánh với bên Garena thì họ cũng rất là khó. Garena chỉ là nhà phát hành thôi. Con game này nó muốn có cái nội dung gì đột phá các thứ là phải là thằng EA nó làm. Và thằng EA thì anh em biết rồi, cái con game này nó không phải là con game chính của nó. Con game chính là con FIFA truyền thống cơ. Đấy, cho nên là thằng EA nó làm cái gì nó rất là chậm, và nó cứ phải ra tiền nó mới làm. Cứ phải ra tiền EA mới làm. Đấy, đội ngũ làm game của EA tôi nghĩ là giỏi. Họ không phải là không có khả năng làm ra con game hay, mà là họ chỉ làm khi có lợi nhuận rồi. Có lợi nhuận, có tiền mới làm. Chứ còn làm game hay thì không phải là chuyện khó với nó. Đấy, cho nên là những cái tính năng đấy, chúng ta nghe thì ở chơi FIFA 3 chơi hết rồi mà, đúng không? FIFA 3 chúng ta có hết rồi. FIFA 4 bây giờ chuẩn bị mấy ngày nữa là sinh nhật 3 năm. Sinh nhật 3 năm FIFA 4 mà bây giờ mới có những cái tính năng như thế này. Đấy, tạo kiểu giải đấu cúp. Cập nhật mùa 21 TS và mùa Icon thêm 15 người, 15 cầu thủ mới.
cái việc mà team up the season này thì anh em biết rồi, thì năm nào cũng có, năm nào cũng có, là đầu tháng 7 là chúng ta sẽ có. Mà FIFA Online 4 Hàn Quốc thì nó sẽ update vào ngày 24 tháng 6 theo cái lịch mà nó ghi ở đây, thì có thể chúng ta sẽ update vào ngày 10 tháng 7 khoảng đấy. Hello hello, chào anh Thắng á. Đấy, nó là như vậy. Có thể là 10 tháng 7. Thì chi tiết thì anh em hoàn toàn có thể là lên các cái kênh này để anh em xem nhá. Hoặc là vào phê thể thao.vn thì bọn mình có update rồi, những cái icon xuất hiện. Cha Kim Boom thì ở Việt Nam mình chắc là không có rồi. Chúng ta có những ông nào đây? Paolo Maldini, Eto là có hàng đáng chú ý này. Bastian Schweinsteiger, ở bên FIFA truyền thống thì chạy khá chậm nhưng mà chỉ số rất đều và đẹp, đá cũng khá khôn. Nếu mà về đây thì chắc là sẽ là hàng ngon, bởi vì là Calo của ông ấy rất là mạnh. Đấy là Bayern Munich và MU. Thêm tuyển Đức nữa, tuyển Đức thì đương nhiên rồi, quốc tịch thì không làm gì rồi. Còn đây, ông này cũng là ông khá đáng chú ý đây. Eto còn hàng đáng chú ý đây. Cha Kim Boom thì tôi nghĩ là sẽ không về Việt Nam. Peter Cech. Cech thì cũng được, nhưng mà thủ môn Icon này chắc server mình ít người dùng. Park Ki-sung. Park Ki-sung khả năng cao là sẽ về Việt Nam rồi, bởi vì là chúng ta đã mua bản quyền Park Ki-sung mùa An Sung, thì Việt Nam thì chắc là sẽ có rồi, có mùa Icon. Stochikov. Stochikov thì chân 3, chân 5. Gowin đã phang 20 sao vào mặt sếp. Hello E. Rui Costa thì có lẽ là cũng sẽ không nổi bật lắm. Henry Larsson chưa biết thế nào, nhưng mà bản cập nhật mới thì Henry Larsson có lẽ là sẽ không phải là icon quá ngon, vì là với bản cập nhật mới thì chiều cao và cân nặng trở thành một cái đối trọng khá là khủng khiếp so với cái bản gameplay mới sắp tới. Maxen de Sai chắc là cũng không thay đổi gì nhiều. Overma thuận hai chân, vẫn là chân chạy cánh nhá. Overma với lại Freddy Lundberg tôi nghĩ là cũng ngang ngang nhau. Litmanen vẫn được biết tới là một thần phôi, và trong cái việc mà xuất hiện ở khoảng thời gian tới đây thì có lẽ thì vẫn là thần phôi, không khác gì. Riquelme xuất hiện với việc là cạnh tranh với Litmanen trong cái quá trình nâng cấp của các game thủ, tôi cũng nghĩ vậy. Mặc dù ngoài đời Riquelme được rất nhiều người ca tụng là số 10 này kia rất gì là và này nọ, nhưng mà thực ra là thành tích của anh ấy cũng không phải là ghê gớm lắm. Thành ra là trong game chắc chắn là Riquelme không thể có bộ chỉ số cao, chắc đâu đấy khoảng 106 hoặc đến tầm 108 hết đất thì tôi nghĩ là thật thôi. Andres Breme chắc cũng vậy thôi, icon lương rẻ. Riquelme thì mình nghĩ là không chạy không nhanh. Tiếp theo này, những cái thay đổi về gameplay khá là quan trọng. Sẽ có rất nhiều những thay đổi và chỉnh sửa gameplay. Gia Tử đã phang 50 sao vào mặt sếp, gom tiền sắm Eto dần thôi y. Ok, cảm ơn An Trần nhá. Ok, Gia Tử em ạ. Chỉnh sửa lại thời gian phản hồi của các thao tác truyền, sút bị ảnh hưởng bởi những cái animation thừa. Cái việc này như mình vẫn hay nói với anh em đấy là do cái engine game. Trước đây thì bọn nó nói phép, nó lừa người chơi, nó bảo là engine của FIFA Online 4 là Frostbite engine. Câu chuyện gần đây thì chúng ta biết rồi, nó là Ignite engine của FIFA 15. Và cái phiên bản FIFA 15 là một cái phiên bản anh em biết là cổ lỗ sĩ mà. Cách đây hàng bao nhiêu năm rồi. FIFA 15 là được ra đời vào tháng 9 năm 2014. Tức là cách đây cũng tương đối lâu rồi. Ok em ra tự. Tương đối lâu rồi. Cho nên là cái cử động truyền sút các thứ nó cứng và có nhiều động tác nó bị thừa, thì cái việc mà cắt bớt cái animation thì có thể nhìn nó sẽ robot hơn. Cắt bớt các animation đi, tức là cắt bớt động tác thừa thì có thể game của chúng ta sẽ nhìn robot hơn, nhưng mà các bạn sẽ cảm thấy nó đỡ bị delay hơn. Nó đỡ bị delay và các bạn có thể quẩy skill, cảm giác nó sẽ hiệu quả hơn. Thì cái đấy cũng là cái hay, tôi nghĩ là như vậy.
tạo thêm tổ hợp phím nút mới cho tắc bóng mạnh. Và các bạn có thể dùng phím F. Rồi, ok. Có thể dùng thêm nút RB. Anh Chan đã phang 50 sao vào mặt sếp. Hello A, hỗ trợ A chút sao? RB này tức là nút Z đấy các bạn. Tức là bấm nút cửa lòng kết hợp với nút tắc bóng. Tạo thêm tổ hợp nút mới cho tắc bóng mạnh. À, như vậy là nó sẽ không dồn cả vào một cái nút tắc bóng nữa. Mà bây giờ các bạn muốn tắc bóng mạnh thì các bạn bấm thêm nút Z. À, ok. Như vậy là thay vì chúng ta chia ra hai chức năng, để chúng ta lâu nay anh em mình vẫn nói chuyện với nhau, vẫn cứ tranh luận là nên bật tắc bóng mạnh. Gia Tử đã phang 50 sao vào mặt sếp. Em chờ Eto lâu rồi, còn tốt tí nữa mặt cười. Đấy, chúng ta sẽ nên bật hay là nên tắt thì bây giờ là nó không còn bật hay tắt nữa, mà là ai muốn dùng thì dùng. Và trong trận đấu thì chúng ta có thể dùng luôn bằng việc là bấm nút cửa lòng như kiểu ZD ấy, thì bây giờ chúng ta bấm thêm nút Z lúc tắc bóng. Ok, như vậy mình nghĩ cũng là hợp lý, anh em đỡ phải chia ra thành hai luồng tranh luận. Ông nào mà dùng được thì dùng. Chỉnh sửa lại sức mạnh tranh chấp, khả năng tì đè và tranh bóng sẽ nghiêng về chỉ số nhiều hơn là về cân nặng và thể hình. Đấy, cái này là cái mà trong phần dịch thuật là nó có sự khác biệt này. Có rất nhiều bạn mà mình thấy là gửi thông tin cho kênh livestream của mình, đấy là cân nặng và thể hình sẽ quan trọng hơn trong bản mới. Thế nhưng mà trong cái bản dịch thuật này của bên phía Phê Thể Thao, tức là trang web, và bài này do cộng tác viên của mình viết, thì bạn ấy đang dịch là kỹ năng tì đè và tranh bóng sẽ nghiêng về chỉ số nhiều hơn. Tức là nó sẽ nghiêng về chỉ số thành phần nhiều hơn. Và như vậy, nếu theo mình nghĩ là như vậy thì nó sẽ làm cho mấy cái ông mà nhỏ nhỏ con kiểu Messi các thứ có lợi hơn, đúng không nhỉ? Cái nguồn tin mà mình nhận được mấy ngày nay do các bạn viewer, các bạn ấy nói thì là cân nặng và thể hình sẽ có lợi thế hơn. Đấy, thế nhưng mà ở cái phần này thì cộng tác viên của mình dịch qua các cái video và cái content bên Hàn thì sẽ nghiêng về chỉ số nhiều hơn, nghiêng về chỉ số thành phần nhiều hơn. Ok, cái này thì mình sẽ kiểm tra lại nhá anh em nhá. Cái này chúng ta đang có hai cái nguồn thông tin khác nhau, nhưng mà tôi nghĩ là cộng tác viên của Phê Thể Thao bên kênh của tôi là bạn ấy nghiên cứu khá là kỹ đấy, nghiên cứu khá là kỹ, nghiêng về chỉ số nhiều hơn. Ok, bởi vì là chúng ta dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt thì có rất nhiều người dùng cái công cụ dịch khác nhau, cũng như là nghe nó khác nhau thì đưa ra những cái thông tin nó khác. Ok, mình sẽ kiểm tra nhé. Mình sẽ kiểm tra lại cái này nhé các bạn. Chỉ số sút xa sẽ được chia nhỏ ra và điều chỉnh khác biệt theo cự ly sút. Cái này thì ok, cái này thì không có vấn đề gì cả. Bây giờ thằng nào sút chả 120. Chiến thuật đơn sẽ tác động đến cầu thủ nhiều hơn so với trước đây, hạn chế tình trạng AI cầu thủ không tuân theo lệnh chiến thuật đơn. Đây, cái này là cái mà mình nói với rất nhiều anh em này. Mình có nói với anh em rất nhiều, đấy là chiến thuật đội quan trọng hơn chiến thuật đơn. Với FIFA Online 4 thì là như vậy. Nếu các bạn nào đã từng xem mình livestream FIFA truyền thống, các bạn biết là chỉ cần chỉnh sai một cái chiến thuật đơn thôi, cầu thủ nó di chuyển khác hoàn toàn. Đấy, và nó làm cho chúng ta đá rất là khó chịu. Đấy là bên FIFA truyền thống. Thế nhưng mà bên FIFA Online 4 thì chúng ta chỉnh long qua long quăng, nó cũng vẫn nằm trong một cái khuôn khổ đấy. Nó không bị lệch ra ngoài, nó cũng không có cái tác động rõ rệt. Cho nên là rất nhiều bạn khi mà hỏi mình là chỉnh chiến thuật đơn các thứ thế nào, thì mình cứ nói là cứ set default để nguyên, không chỉnh cái gì cả. Thế nhưng mà bây giờ này, bọn bên Nexon nó có hứa là chiến thuật đơn sẽ có tác dụng rõ ràng hơn. Ok, thì chúng ta cùng chờ xem nó thế nào, nó có rõ ràng hơn thật không. Chứ còn lâu nay là nó bịp mình ấy các bạn. Lâu nay là nó bịp mình ấy, chỉnh chiến thuật đơn không có nhiều tác dụng lắm. Thì bây giờ nó như vậy đã.
chỉnh sửa lại vị trí CDM, AI tiền vệ phòng ngự có thể tham gia tấn công nhiều hơn với chiến thuật đơn theo ý muốn của người chơi. À, thực ra thì cái con CDM lâu nay nó gặp một cái này này, là nó lên xong nó không chịu về. Con AI của CDM tương đối tệ trong việc phòng ngự. Thì bây giờ nó nói là tiền vệ phòng ngự sẽ tham gia tấn công một cách chủ động, phụ thuộc vào setting chiến thuật của người chơi, tức là chúng ta muốn nó lên thì nó mới lên, còn không thì nó sẽ đứng im như thế. Mình nghĩ là nên dịch cái câu này như vậy. Thì cái này là cái ok hơn, nó cũng chuẩn hơn. Chứ lâu nay các bạn thấy cái con CDM chạy rất là ngu. Đội mình mà tấn công ấy là nó phi lên sao nó không về. Và 3 năm nay chúng ta chơi con game này nó như vậy rồi. Là cái điều rất là nhức nhối. Và cái việc di chuyển ngu đần của con CDM này nó đã diễn ra từ cái hồi game đăng từ beta đến bây giờ 3 năm rồi các bạn. Thì tôi hy vọng là nó sẽ sửa lại theo đúng những gì mà nó nói. Tức là chủ động theo ý muốn của người chơi, chứ không phải là auto một cách óc chói như bây giờ. Cải thiện khả năng di chuyển cắt inside của các tiền đạo thì ok, cái này thì cũng chờ xem. Cải thiện khả năng di chuyển khi các cầu thủ bị hãm lại đột ngột trong khi đang thoát xuống. Rồi, cái việc mà lâu nay chúng ta sử dụng bẫy huyệt vị thì anh em biết rồi. Đôi khi chúng ta bật bẫy huyệt vị để cho thằng tiền đạo nó bị ngơ, nó không chạy chỗ nữa. Và rất nhiều người lạm dụng bẫy huyệt vị để làm cái điều này. Thì trước đây ấy, ở 1-2 cái phiên bản gameplay trước đây thì bẫy huyệt vị các bạn bật rất là nhanh, bật phát là bẫy huyệt vị luôn. Thì cái phiên bản gần nhất mà chúng ta đang đá này thì cái bẫy huyệt vị ấy nó bị chậm đi, nó bị delay hơn. Anh em đá nhiều anh em biết đúng không? Bấm bẫy huyệt vị thì khoảng một nửa giây sau thì hàng phòng ngự nó mới dâng. Tức là nó có cái sự delay. Thì để fix lại cái kiểu mà lạm dụng bẫy huyệt vị này thì nó fix như vậy. Nhưng bây giờ nó lại fix tiếp. Nó fix tiếp một cái là khả năng di chuyển của cầu thủ bị hãm lại đột ngột đấy sẽ được cải thiện. Ok, lại chờ xem. Lại chờ xem là nó như thế nào. Phải đá mới biết. Cải thiện khả năng khống chế bóng bổng bằng ngực là cũng đúng. Hiện tại thì khống chế bóng bằng ngực đang khá là ngu. Mình nghĩ là do cái cơ chế engine vật lý của con game này nó làm cái va chạm và cái cử động của cầu thủ. Chúng ta biết là bóng đá ngoài đời cầu thủ thường có những pha xoay trụ này, nghiêng người, đảo hướng các thứ nhìn nó rất là mượt, là đẹp. Và với những cái tựa game cao cấp hơn thì chúng ta đã thấy rõ cái điều này. Tức là cầu thủ nó uyển chuyển hơn, nó có thể xoay trục theo nhiều hướng khác nhau. Nhưng mà với con FIFA 4 này thì cầu thủ rất là cứng. Vì cái việc mà cầu thủ nó cứng như này nên là những cái tình huống mà các bạn chọc khe bổng ấy, rồi cầu thủ nó đỡ bóng bằng ngực, nó nhìn đang rất là ngu. Thực sự là nhìn đang rất ngu. Và cải thiện khống chế bóng bằng ngực thì ok, để xem như thế nào. Chỉnh sửa lại tỷ lệ sút xa thành công và thêm phản xạ cho thủ môn đối với các cú sút trung bình. Rồi để xem. Cái này thì vào game test mấy trận là biết. Những cái này này, vào game test mấy trận là biết. Chỉnh sửa lại sự ảnh hưởng về tốc độ khi cầu thủ đang dê bóng. Cụ thể nó như thế nào thì cũng chưa rõ lắm. Cải thiện lại khả năng chọn vị trí của hậu vệ cánh. Ok, hiện tại đúng hậu vệ cánh chọn vị trí ngu thật. Rất nhiều anh em đang gặp vấn đề là hậu vệ cánh nó cứ bó vào trong. Và đặc biệt là trong những cái tình huống mà chống bóng bổng thì hậu vệ cánh cực kỳ ngu. Đấy, thì bữa tới xem như thế nào. Thì đấy là một cái việc mà gameplay nó phải chỉnh sửa liên tục. Cái việc mà chỉnh sửa meta game liên tục mình nghĩ là một cái điểm cộng, chứ không phải là điểm dở đâu. Vì chúng ta chơi con game này thực sự là rất nhiều bạn đều có cái cảm nhận giống mình hoặc na ná giống mình. Tức là chúng ta chơi con game này 3 năm rồi, cho nên là chúng ta bây giờ vào game chơi nó rất là nhanh chán. Thực sự nhanh chán các bạn. Ngày xưa cái hồi mà game nó mới ra là có thể một ngày đá mấy tiếng đồng hồ ok. Rồi bây giờ một ngày mà đá tầm một tiếng thì chán rồi. Thì cái việc mà game nó phải thay đổi liên tục và thay đổi với tần suất nhiều hơn, nó mới làm giữ chúng ta lại với game. Bởi vì là kể cả các bạn có yêu thích con game này đến mấy nữa, chơi mấy năm trời nó cũng nhanh chán hơn. Thế hiểu chắc chắn. Thế cho nên game nó phải có những cái tính năng mới liên tục. Và một trong những cái nó nên thay đổi liên tục đấy chính là gameplay. Gameplay nên thay đổi liên tục. Có điều là
Tại sao mà cái con game FIFA 4 này nó thay đổi gameplay lại rất là khó? Là vì cái sai lầm của nó trong cái việc phát hành thẻ. Nó đã phát hành những cái thẻ mùa giải với tốc độ chóng mặt. Nó làm cho chỉ số cầu thủ bây giờ quá là sảng. Chỉ số cầu thủ bây giờ các bạn bảo là bình thường con tiền đạo chạy cũng phải 110, con nào chạy nhanh nhanh thì 120, không người chạy thì phải 130. Thế thì các bạn, nó cái chỉ số cầu thủ nó đã phá vỡ cấu trúc vật lý trong game. Bản thân cái nền tảng con game này nó chỉ có thể mô phỏng được ở cái mức độ nhất định thôi. Nhưng mà bây giờ chỉ số cầu thủ nó quá cao, nó đã phá vỡ cái cấu trúc vật lý game rồi. Bây giờ chỉnh lại gameplay rất khó, cực kỳ khó. Chỉ cần chỉnh một tí cái ở trên thì lại ngắt một cái ở dưới. Nó vì nó liên quan đến nhau à. Đấy, cho nên là tôi chả biết được là khi mà nó thay đổi gameplay và thay đổi cái nội dung game nhiều như thế này thì nó có phát sinh lỗi gì không. Bởi vì là tất cả những thứ mà chúng ta thấy là nó nằm trong bản test. Test thì bao giờ nghe nó cũng kinh khủng lắm. Test thì có mỗi mấy thằng test với nhau thôi. Nó chưa được phổ dụng cái sản phẩm đấy sang cái diện rộng. Thì chưa biết được à? Có khi mẹ update xong độ 2 tuần sau game thủ nó lại chửi như chó lại update lại. Thế nhưng mà cứ chờ đã. Thì với thông tin là bên server Hàn sẽ update vào ngày 24 tháng 6 thì có thể là Việt Nam mình sẽ update vào khoảng tầm ngày 10 đến ngày 15 tháng 7 và có thể sớm hơn, bởi vì đợt này là cái đợt mà sẽ có rất nhiều content mới để gọi là chào đón cái sự kiện sinh nhật 3 tuổi của FIFA Online 4. Thì đấy là thông tin mà các bạn có thể tiếp cận được. Và nếu mà anh em nào chưa rõ thì các bạn có thể truy cập vào phaethethao.vn thì các bạn đọc giúp mình. Các cái video này nó là video YouTube, thành ra là tôi không bật được. Sorry các bạn, tôi làm livestream ở trên Facebook thì mình không được phép bật YouTube. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.